Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giao thông an toàn của VTC 14. Mở đầu bản tin ngày 2 tháng 5 năm 2016 là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cả nước đã xảy ra 55 vụ tai nạn, khiến 33 người chết, 53 người bị thương. Con số này giảm cả 3 tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2015. Trong 2 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt 3.198 trường hợp vi phạm trên cả nước. Ngày 1 tháng 5, có 60 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình an toàn giao thông. Con số này giảm so với ngày 30 tháng 4. Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ cuối cùng. Các doanh nghiệp vận tải đảm bảo đủ phương tiện an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho hành khách di chuyển. Việc phân luồng tại các bến xe, nhà ga, sân bay và các tuyến đường vành đai, cửa ngõ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải được chú trọng để giảm thiểu ùn tắc. Theo chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2016, không áp dụng giới hạn về số lượng chất lỏng, chất đặc sánh, dung dịch xịt được mang theo người và hành lý xách tay lên tàu bay đối với chuyến bay nội địa. Đối với các chuyến bay quốc tế chỉ áp dụng giới hạn 1 lít chất lỏng và dung tích của mỗi chai lọ, bình chứa chất lỏng không quá 100ml, đồng thời phải được đóng kín hoàn toàn đối với dung dịch xịt đi các chuyến bay quốc tế. Như vậy, các du khách bay các chuyến bay nội địa trong mùa hè này có thể mang theo trong hành lý xách tay những lọ kem, chai nước rửa mặt hay đơn giản là những chai nước uống trên 100ml mà không còn phải lo cất giữ trong hành lý ký gửi. Ngân hàng Thế giới WB vừa phê duyệt khoản vốn trị giá trên 500 triệu đô la Mỹ để phục vụ cải tạo đường giao thông, cầu dân sinh và kiểm soát lũ, cải thiện điều kiện vệ sinh tại Việt Nam. Cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ thực hiện một phần chiến lược quốc gia phát triển giao thông nông thôn, giúp cải tạo 676 km đường giao thông và duy tu 48.578 km đường nông thôn tại 14 tỉnh mục tiêu. Trong hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án xây mới và xây dựng lại 2.174 cầu dân sinh. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng chống lũ, thu gom và xử lý nước thải, nâng cao năng lực dự báo và phòng chống lũ tại một số địa phương. Theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, toàn bộ biển báo 40 km/h và các biển báo bất hợp lý cần được dẹp bỏ trong tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, tại Hà Nội vẫn còn nhiều điểm mà biển báo như đánh đố người đi đường. Tại đại lộ Thăng Long, khu vực trước cửa trung tâm hội nghị quốc gia, một loạt biển báo rất nhỏ bị che khuất tầm nhìn vẫn tồn tại. Do không thể xác định được biển báo, nhiều tài xế phải loay hoay cho xe quay lại, số khác phải chạy vào đường cấm. Nhiều vụ tai nạn vì thế đã xảy ra. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, bất cập biển báo tại khu vực này thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công dự án hầm chui nút giao Trung Hòa. Tuy nhiên, trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tiến hành thay thế các biển báo này, lắp đặt tại vị trí hợp lý và dễ quan sát hơn. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, qua thanh tra dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14 đoạn qua Đắk Lắk, thanh tra bộ này đã kiến nghị rút ngắn hơn 3 năm thu phí quốc lộ 14 qua Đắk Lắk so với ký kết ban đầu. Qua kiểm tra hóa đơn, chứng từ, đã xác định giá trị giảm trừ so với hợp đồng BOT ký kết ban đầu là 135,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí dự phòng tạm tính phải giảm trừ gần 89 tỷ đồng. Do đó, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị thời gian thu phí hoàn vốn của dự án sẽ được rút xuống là 16 năm 9 tháng, tức giảm 3 năm 2 tháng so với phương án tài chính được phê duyệt ban đầu. Việc rà soát quyết toán tổng mức đầu tư là việc làm hoàn toàn bình thường, được thực hiện sau 6 tháng kể từ khi dự án hoàn thành, từ đó sẽ tính ra được thời gian thu phí hoàn vốn chính thức. Bên cạnh đó, thanh tra Bộ cũng yêu cầu nhà thầu và Ban Quản lý Dự án Hồ Chí Minh rà soát khắc phục những sai sót trong vấn đề góp vốn của 3 nhà đầu tư trong công ty cổ phần BOT Quang Đức khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần mà không thông báo với Bộ Giao thông Vận tải. Những dịp nghỉ lễ có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi Hà Nội bất chợt trội và ngột ngạt.
ra đường vào những ngày này, người tham gia giao thông không cần phải chen chúc trong những dòng người, không phải lo lắng đi đường có tắc hay không, thay vào đó sẽ được tận hưởng sự yên bình, vắng vẻ hiếm có tại thủ đô. Trái với cảnh ùn tắc kéo dài thường thấy, mọi tuyến đường Hà Nội trong những ngày này đều thông thoáng. Lượng phương tiện tham gia giao thông ước tính giảm 2/3 so với ngày thường. Riêng một vài tuyến phố trung tâm quanh khu vực bờ hồ, lượng phương tiện có đông hơn một chút do nhiều người dân thủ đô đến Hồ Hoàn Kiếm để ngắm cảnh dạ mát. Nhiều người cảm thấy thích thú với sự vắng vẻ hiếm hoi này của Hà Nội. Em thích cảm giác này ạ. Em không thích kiểu đường phố đông đúc như mọi hôm mà em thích cái cảm giác này, kiểu người qua lại thì cũng vừa đủ thôi và cái cảm giác trong lòng mình thì nó để lại kiểu cảm giác khó tả. Nói chung là đi lại thấy yên bình rất là nhiều. Nghĩa là mình thấy cái lượng người tham gia giao thông ít hơn. Hay là cái người mà đi về các tỉnh cũng nhiều rồi thì mình ở lại nó đi lại vẫn thoải mái hơn. Cảm thấy tuyệt vời, đang ở trong cái khung cảnh thì rất là thích. Và được đi đưa con cái đi bờ hồ là điều coi như là mơ ước của trong những ngày nghỉ. Tình trạng thông thoáng này có lẽ sẽ chỉ kéo dài đến chiều mai, mùng 3 tháng 5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Dự kiến trong chiều mai, giao thông tại Hà Nội tiếp tục ngột ngạt khi một lượng lớn người đổ về thủ đô sau nghỉ lễ. Người Hà Nội thì tranh thủ tận hưởng nốt những khoảnh khắc yên bình. Còn những người ngoại tỉnh, sau những ngày nghỉ xả hơi, ngày mai lại phải tiếp tục hành trình vất vả trở lại thủ đô. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. Thank you.
uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Trong lúc mọi người đang có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, thì tại những công trường giao thông trọng điểm, những kỹ sư và công nhân cầu đường vẫn đang miệt mài với công việc của mình để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với họ, đây chính là khoảng thời gian thích hợp để dồn lực xây dựng, để công trình sớm đi vào sử dụng, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Ánh nắng chói chang lúc gần 11 giờ trưa của những ngày đầu hè khiến bất kỳ ai cũng thấy mệt vì nóng bức. Thế nhưng tại dự án hầm đường bộ Đèo Cả, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương. Đặc biệt là ở khu vực hầm Đèo Cả, 4 mũi thi công đều được các nhà thầu hối hả làm việc. Dù thời hạn dự kiến thông hầm kỹ thuật phải đến tháng 9 năm 2016, trong khi cả hai cửa hầm đã đạt 90% khối lượng công việc, nhưng trong suốt kỳ nghỉ lễ, công trường thi công vẫn duy trì làm việc 3 ca liên tục để dự án về đích sớm hơn tiến độ 2 tháng. Chắc chắn là công trường thì sẽ có thưởng những ngày các nhà thầu sẽ có thưởng cho công nhân trong những ngày thi công trong đợt lễ như thế này. Và sẽ có liên hoan, rồi tổ chức gọi là vui chơi lành mạnh ở tại công trường. Và chúng tôi ở đây thì nói thật gần như là không có khái niệm về thứ, chỉ có ngày làm việc thôi. Chứ còn không có khái niệm về thứ, không biết là hôm nay là thứ mấy, mà chỉ biết là hôm nay ta làm việc. Tại dự án giao thông động lực đường Phong Châu nằm phía tây của thành phố Nha Trang, được khởi công từ tháng 9 năm 2014, hiện dự án đã đạt 60% khối lượng công việc. Xác định đây là dự án cấp thiết, khi hoàn thành sẽ là tuyến đường huyết mạch làm đẹp thêm không gian các khu vực phía tây Nha Trang. Vì vậy, các nhà thầu thi công đang tranh thủ lúc thời tiết khô ráo, tích cực đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích trước mùa mưa lũ. Đến tháng 10 của 2016 là kết thúc cái công trình cây cầu này, tức là còn 5 tháng nữa thì sẽ kết thúc. Và để đẩy nhanh tiến độ thì nhà thầu sẽ tổ chức thi công 2 ca liên tục, và những lúc mà đổ bê tông cũng như là căng kéo dầm thì sẽ có thể thi công 3 ca. Thì về mặt công ty thì sẽ tổ tập trung về mặt kỹ thuật cũng như là tài chính, tập trung cao điểm cho dự án để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Không chỉ riêng tại hai dự án này mà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hầu hết các công nhân đang làm việc không ngơi nghỉ để nhanh chóng đưa công trình giao thông trọng điểm vào hoạt động đúng và vượt thời hạn đề ra. Trên cái địa bàn của phía tây Nha Trang, tây lưng Lê Hồng Phong, thì là có 4 cái dự án trọng điểm. Thứ nhất là đường Phong Châu, thứ nhì là cầu Bao Quát Cầu Lùng, thứ ba là dự án Phú Vinh Sông Tắc, và thứ tư là chính trị hạ lưu sông Tắc và sông Quảng Trường. Thì để nhanh cái tiến độ để hoàn thành sớm hoàn thành cái công trình theo cái tiến độ đề ra, thì trong cái dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì các công trường vẫn tổ chức thi công bình thường. Ngày Tết Lao Động là ngày vinh danh những người lao động chân chính, nhưng trong khi người người đang bận rộn với các chương trình nghỉ ngơi vui chơi thì vẫn có hàng trăm hàng nghìn công nhân cầu đường vẫn bám trụ trên công trường, tất bật hối hả với công việc. Quên đi niềm vui của bản thân, họ đang cố gắng từng ngày để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân. Bản tin giao thông an toàn ngày 2 tháng 5 năm 2016 của kênh VTC 14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.